các loại bản đồ phổ biến trên Google. Mục đích của việc biết được đầy đủ các loại bản đồ sẽ giúp cho bạn giảm thiểu được rủi ro trước khi mua. Việc làm nhỏ hiệu quả lớn. Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé! Các loại bản đồ phổ biến trên Google. Quy hoạch 2030. Đây là loại bản đồ kéo dài nhiều năm từ thời điểm duyệt quy hoạch đến tương lai. KH2024. Bản đồ kế hoạch sử dụng đất giúp phân chia bản đồ quy hoạch để thực hiện theo từng năm. Hiện tại là 2024. Quy hoạch xây dựng. Quy hoạch chung 1/5000. Quy hoạch phân khu 1/2000. Quy hoạch chi tiết, quy hoạch 1/500 của các dự án. Bản đồ địa chính là loại bản đồ các tờ thửa đất, các bản chỉnh lý, cập nhật quy hoạch, bản đồ dự thảo quy hoạch, bản đồ phương án sử dụng đất. Tôi sẽ kiểm tra bằng cách vẽ danh lên một bất động sản bất kỳ. Bạn sẽ đổi sang chế độ vệ tinh thực hiện vẽ danh. Kéo quy hoạch và xem xét các loại quy hoạch qua từng loại bản đồ khác nhau. Theo quy hoạch 2030 và kế hoạch 2024 thì thửa này quy hoạch đất ở. Nhưng khi qua quy hoạch phân khu ta lại thấy bị quy hoạch giao thông. Quy hoạch xây dựng cũng bị quy hoạch giao thông. Thông qua việc kiểm tra trên góp phần đảm bảo an toàn cho bạn trước khi bạn quyết định xuống tiền. Để sử dụng thành thạo Google, bạn hãy xem các video hướng dẫn tiếp theo của Google nhé.